một xuôi. Và một ngày nắng ta lỡ nhìn trăng nhầm một ánh mắt. Cô là người đang chơi, kể tình gì đang quay lại là anh. Em vẫn cần em nhiều lắm, nhưng một từng cây giữa trời đông đang cầm một chiều nắng. Nàng yêu người ta bằng trôi, chia xa và tan nhầm. Anh đâu phải tin tân đích sau cứ gặp em lại chìm đắm. Ta đã cố để tìm cách khác khi nó không nằm trong sách vở. Sự nghiệp mà ta có dường như chỉ là cách chờ. Em như là một cơn nghiện rất dày vò anh nhiều quá. Nàng đã cho ta cũng cười nhưng sau lại tiếp cái chìa khóa. Vì thương nàng đang giữ không yên, ta vẫn chẳng thể nào hụ. Để chỉ là đôi nhân viên thì nó phải khó để làm chủ. Đêm từ ngày xa lòng ta làm nghề như đá độ. Anh mang tình cảm lớn người ta bảo là quá khổ. Không có nơi nào có thể là phân địa ra. Nếu như nơi đó em không thể ở gần anh chẳng muốn nghe một lần từ cho nhẹ nha. Anh cho hy